tương tác để mọi người xem. Cô quay đi. Cô mở Facebook cô lên coi. Bật đá đấy. Cô quay chưa không? Lại vô đây xe xe những cái thông. Học lỏng chứ này cũng rơi chứ. Còn cảnh đi đâu cũng còn nha mọi người ơi. Tôi vừa về hàng nha mọi người ơi. Mừng bắt đi nè. Bắt đi Nguyễn Thị Bình. Dạ lên lầu 1 chứ. Tôm về đủ size. Con này ký. Bắt riết quen. Bắt riết quen luôn rồi. Rất là bự nha mọi người ơi, size bự lắm, hàng về đủ size à, từ nửa ký tới gần 4 ký, hiện tại là đang có size từ nửa ký tới gần 4 ký, mình muốn size nào cũng có. Con này rất là bự này. Con này chắc 3 ký. Bỏ lên cân được ra bao nhiêu ký? 2,8. 2,8. Rất là to nha mọi người ơi, to lắm. Con này 1 ký 1. 1 ký 1.
Con vừa về hàng nha mọi người ơi, đủ đủ tất cả các size nha mọi người, muốn size nào cũng có, trong cái khoảng từ nửa ký tới 4 ký thì size nào cũng có nha. Giá chỉ còn là 990 ngàn một ký thôi. Giá này là chỉ 999 ngàn một ký. Đây mọi người đang thấy nó chèo không? Bơi chèo. Đấy, đấy, đấy. Tôm này đi xa được 8 tới 10 tiếng. Bên em là ship trên toàn quốc luôn nha mọi người, bao xuống tận tay luôn. Bây giờ mình đi luôn nè, cái gì được. Tôm bên em vừa về hàng nha mọi người ơi, đủ các size luôn ạ, từ nửa ký tới 4 ký. Trong khoảng này thì size nào cũng có, giá thì chỉ có 990 nghìn một ký thôi. 990 nghìn một ký à. Tôm này nó sống ở xứ lạnh nên thịt rất là dai. Dai và ngọt. Tôm này là tôm đánh bắt 100% từ tự nhiên nha, chứ không có phải là qua nuôi trồng gì cả, nên thành ra mọi người yên tâm về chất lượng ạ.